làm gì vậy chồng? Không hát là biết tay tôi. Gì chưa, gì chưa, gì chưa. Qua. Gì chạy? Con xa lầm đầy treo leo quanh co vòng veo trên rêu cao 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 trên núi như là trái đồng bên trắng xóa mây lưng lờ nơi em ở rồi ngóng dài trong lành con bước xinh dặm chiều đôi cánh cánh. Ok. Ra đi từ mẹ bên nào. Bên nào trước? Sếp trước đi, sếp có gì không? Rồi, tay mang xuống trà. Tên nó. Nó 1, nó 2. Nó có 2 nó mà. Dạ, hai bị khúc đầu bị lạng quá. Ừ. Tên nó 1 là lúc đầu là cái thái độ của người 1 không hát nè. Cái khúc sàn mới lên, tên nơi em ở thứ 2 mới nghe giọng. Rồi về bát, về bát. Rồi, đúng rồi đó. Rồi, ok. Rồi, đổi người lên nghe nè. Tập chưa? Tập chưa? Rồi, mấy công tố viên tĩnh lặng để nghe nha. Rồi, ok. Là sao? Nó quên dịch choẹt vậy. Rồi, nói nè, tới bà đi 4 người này nói nè. Dạ, cho con 1 là đầu mới vô xíu. Lạng sao? Không nhớ nữa. Quên đó. Cái hở hờ lúc đầu là vô không có được nè, nhỏ quá. Em nghe tiếng có ông trọng không? Ủa thì tên nó 1 có 1 người hả? À? Thấy không? 2 người, ờ. Rồi bác có gì nói? Hả? Dạ. Có gì nói bác không? Biên em quá tuyệt vời thầy ơi. Không tin, không tin. Lên đây là phải chê, phải soi. Rồi sớm sớm. Sớm có gì nữa không? Trời ơi, lại một người không tin nữa rồi. Để em còn lại để em. Em nói đi. Thành công của em là tuyệt vời. Không nghe được. Ủa là sao? Lúc nghe được lúc không? Còn gì nữa không? Mẹ em nó chịch choạc nhiều quá, nó lạng nhiều chỗ lắm. Ví dụ. Ví dụ là những chỗ mà Tối về ngủ được nha.
hết bài. Rồi im lặng nghe các bạn hát nè. 1, 2. Kỳ vậy, vỗ tay gì, cái thái độ kỳ vậy. Rồi xuống nghe, rồi về nhà coi clip của mình rồi phán xét nha.